À, thưa các bác hôm nay thì tiện một cái đơn hàng thì một cái bác khách thì có sử dụng hệ thống âm thanh ở gia đình và hôm nay thì bác ấy qua trực tiếp ở cửa hàng bên em thì có nhu cầu là sắm một cái hệ thống mà đầu màn chọn bài karaoke chuyên nghiệp thì anh đến từ đâu anh nhỉ là phù, thì, thì gần thiên đường Bảo Sơn à, Gần à, một cái bác khách gần thiên đường bảo sơn và qua cửa hàng em thì nó rơi vào tầm quãng đường đâu khoảng khoảng 30 cây thì rất là cảm ơn thì bác khách đã nhiệt tình và ủng hộ cửa hàng à, tìm đến cửa hàng thì ở đây thì đây là cái hệ thống mà đầu liên man à, đến từ thương hiệu là smartca thì ở trên thị trường hiện giờ thì có rất là nhiều hãng để chúng ta à, lựa chọn về cái thiết bị mà à, đầu màn chọn bài karaoke thì với smartca đó là một cái thương hiệu đi sau nhưng mà nó thừa hưởng cái công nghệ của những cái hãng đi trước là và cộng những cái công nghệ đời mới thành ra là Smart Car hiện giờ thì có ưu thế vượt trội ở trên thị trường. Thì đây là một cái sản phẩm của Smart Car và cái sản phẩm này là cái hệ thống mà đầu liền màn, có nghĩa là cả cái đầu chạy ổ cứng cũng như là cái màn hình cảm ứng thì nó nằm trên cùng một thiết bị như này. Thì khi mà các bác vận hành lắp ráp cũng như là cái thẩm mỹ thì rất là đẹp, lắp ráp thì nó rất là đơn giản. Và ở đây thì các bác thấy là ở đây em chỉ cắm cái đường dây mạng vào này. Ở đây là đường nguồn thì cái cả cái hệ thống này nó chỉ chạy qua một cái cục nguồn adapter 12V như thế thôi, ăn rất là nhẹ điện và rất là an toàn về điện và nó xuất hình ảnh là HD HDMI theo chuẩn 1080 lên trên TV và đường tiếng con này thì nó sẽ có hai cái dạng đường tiếng để các bác lựa chọn một là chúng ta sẽ đường sử dụng đường tiếng phổ thông là đường tiếng là đường tiếng rắc uh, trắng đỏ hoa sen này hoặc là các bác sử dụng đường tiếng cao cấp hơn nó là đường tiếng cổng quang là đường tiếng truyền tín hiệu âm thanh bằng sáng Đấy, đường hình thì chúng ta sẽ có đường HDMI và có đường video thường dành cho những TV đời cũ và ở đây thì chúng ta sẽ có đường mạng mạng thì chúng ta sẽ có bắt wifi này qua wi wifi hoặc là các bác có thể là cắm trực trực tiếp dây mạng vào và con này thì có cổng usb và đặc biệt là con này là có cổng USB 3.0 và tốc độ truy xuất nó sẽ nhanh nhanh hơn rất là nhiều Đấy thì có rất là nhiều những đường tín hiệu đầu vào ở phần phía sau để chúng ta bổ sung những đường tín hiệu số và cái con này là cái bên đời cao và con này thì nó phần cứng của nó sẽ chạy được hai ổ cứng và cái chip xử lý âm thanh và chip xử lý hình ảnh nó sẽ tốt hơn thành ra là đưa cái chất lượng âm thanh và chất lượng hình ảnh thì cực kỳ là tuyệt vời và đặc biệt là với hệ thống smartca nó cái thế mạnh đó là cái dữ liệu ở online thì nó chạy qua một cái server riêng và được quản lý bởi cái tập đoàn smartca và cái tập đoàn smartca cái đội ngũ smartca là cái đội ngũ do người việt nam quản lý cái máy tính chủ thành ra là khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ có ưu việt là phục vụ cái đúng cái nhu cầu của người việt à, và cái tốc độ xử lý rất là nhanh rất là mượt mà chúng ta hát online cũng như là nghe nhạc online rất là mượt và phần cứng ở đây thì nó sẽ là một cái hệ thống mà chạy cái hệ điều hành android chạy phần hệ mềm hệ điều hành android và hệ điều hành android là một cái hệ điều hành mở và có rất nhiều những ứng dụng phục vụ người người dùng về nghe nhìn về âm thanh về hình ảnh và chúng ta có thể là cài rất là nhiều những ứng dụng ngoài cái lĩnh vực karaoke thì chúng ta có thể là lướt web vào Facebook xem ca cộng, xem truyền hình mặt đất và rất nhiều những cái tính năng khác và ở đây thì em đang ở chế độ này là chế độ là karaoke chuyên nghiệp thì trong cái chế độ karaoke chuyên nghiệp thì cái giao diện màn hình nó như này chúng ta sẽ chọn bài bằng ở đây chúng ta và chọn bài đây chúng ta chỉ cần gõ tắt tên bài hát chúng ta không cần phải gõ cả tên bài hát và ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái mục thứ nhất là cái mục ở đây là mục karaoke là bài hát bên trong cái ổ cứng ở bên trong cái đầu này nó có cái ổ cứng và với khi mà mua cái hệ thống này chúng ta có thể lựa chọn những cái ổ cứng là 2t 3t 4t 6t 8t tùy yêu các bác và cái phần tiếp là phần online hai cái phần này là phần online phần online là chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu mạng internet thì sử dụng dữ liệu in mạng internet thì ở trên smartca thì có hai phần thứ nhất là khi mà chúng ta bật cái công tắc màu xanh này lên là chúng ta sẽ sử dụng cả qua cái server của smartca là chúng ta sẽ chọn những cái bài hát là chúng ta chỉ cần gõ tắt thôi và những cái bài hát và thông qua chọn lọc và chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất À, đồng đều nhất về hình ảnh và phần âm thanh và chúng ta có thể là tắt cái chữ karaoke này là chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ youtube bình thường giống với những cái thiết bị của những cái hãng khác và giống khi mà chúng ta sử dụng trên youtube ở trên tv đấy và thế mạnh của nó là bật cái công tắc màu xanh lên để chúng ta sử dụng cái chế độ karaoke chuyên nghiệp và cái chế độ sao ground này là những cái bài hát mà nghe nhạc là chọn lọc nhất ở trên mạng và cái cái dữ liệu nhạc đây là dữ liệu mà chuẩn là chế độ là 320 trăm hai mươi trên dây thì thành ra chất lượng hạc nhạc thì rất là hay và Ngoài ra thì trên hệ thống này thì chúng ta thấy là cái màn hình của nó là màn hình 22 inch rất là to và cảm ứng là cảm ứng điện dung là cảm ứng nhạy nhất bây giờ. Và ngoài cái chế độ là chọn ở trên cái màn hình cảm ứng thì các bác cũng có thể là ngồi từ xa là các bác sử dụng ngay cái điện thoại của các bác để các bác điều khiển cái hệ thống này. Thì bên em thì đã có rất là nhiều những cái video rồi thì em đã giới thiệu cho các bác rồi các bác có thể là sử dụng điện thoại ngồi từ xa chọn bài tua bài lịch bài tăng giảm âm lượng. Đó và chúng ta cũng có thể là trình chiếu những cái hình ảnh ở bên trong điện thoại đưa lên trên tivi và trên cái hệ thống này thì sẽ có cái phần mở rộng là các bác muốn tải những cái bài hát ở trên mạng internet về và lưu trữ bên trong ổ cứng hoặc là các bác muốn là lưu trữ những cái video bằng điện thoại bằng hình ảnh mà các bác quay bằng điện thoại thì các bác có thể là lạp vào đây và trên hệ thống này là lưu trữ cái hình ảnh đấy và thi thoảng thì các bác sẽ bật những cái hình ảnh video của gia đình những cái kỷ niệm của gia đình và trình chiếu lên trên tivi và cũng có cái chế độ là chúng ta vừa hát karaoke và vừa trình chiếu những cái hình ảnh của gia đình lên thì nó rất là hay các bác nhé. Và ở đây thì em sẽ quay kỹ hơn cái kiểu dáng của cái hệ thống này Đây là một cái kiểu dáng đời mới nhất năm 2024 Và nó cũng mới ra mắt thị trường thôi Thì kiểu dáng rất là sang trọng, rất là đẹp các bác nhé Rất là đẹp luôn, rất là sang trọng Ở đây thì bác khách này thì bác ý sử dụng ở gia đình Và thì khi mà gia đình mà đầu tư cái này là, là bác ấy rất là đam mê là ca hát Đam mê âm nhạc thì mới đầu tư cái này Còn cái hệ thống này thì đa phần là những cái quán karaoke chuyên nghiệp thì họ bắt buộc phải đầu tư những cái hệ thống như này để phục vụ những cái khách hát và với cái hệ thống này thì nó sẽ phục vụ rất nhiều những cái nhu cầu hát của những cái khách khác nhau ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất đó là khách việt nam và đặc biệt là hệ thống này thì nó phục vụ ở gách nước ngoài với cái giao diện ở trên cái smart car là có thể là chọn rất nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau thì có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng để mà phục vụ nhiều hơn cái khách quốc tế ở thưa các bác này thì trên cái hệ thống của smart car cái hay là khi mà chúng ta sử dụng ấy thì ở bên trong cái phần cứng của thiết bị thì nó sẽ có một cái ổ cứng để chứa dữ liệu bài hát và các bác có thể là lựa chọn cái dung lượng ổ cứng khác nhau và đặc biệt với smart car thì cả kể trong trường hợp mà các bác không cần ổ cứng không cần ổ cứng các bác chỉ cần sử dụng cái chế độ đó online thôi vì thế mạnh của hát karaoke chuyên nghiệp bây giờ những cái dữ liệu chuyên nghiệp bây giờ là dữ liệu ở trên mạng là dữ liệu của quốc tế à, thì khi mà chúng ta sử dụng cái dữ liệu mạng thì nó sẽ phong phú hơn và đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của người dùng hơn à, thì chúng ta cũng không cần lắp ổ cứng cũng được thì chúng ta giảm thiểu cái chi phí à, cũng như là chúng ta sẽ hát trực tiếp online thì nó sẽ phong phú hơn các bác nhé và với cái bác khách này thì bác ấy lại cũng rất là đam mê ca nhạc thì bác ấy theo thích nghe cái nhạc lốt lét các bác nhé và cái thế mạnh của cái smart ca này thì các bác theo dõi cập kênh của bên em ấy thì ngoài cái lĩnh vực mà karaoke chuyên nghiệp ấy thì nó sẽ còn nghe được cả cái nhạc lốt lét thì cái nhạc lốt lét là cái nhạc mà cái file gốc của ca sĩ khi người ta thu ở trong cái phòng thu âm ấy thì cái file gốc thì khi mà các bác nghe đúng cái file gốc mà cái chất lượng gốc ấy thì chất lượng hình uh, chất lượng nhạc của nó rất là hay cái nhạc lốt led là cái chế độ nghe nhạc thì cái nhạc lốt led thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều khi mà các bác nghe hát online thì khi mà nghe online thì không thể nghe nhạc lốt led được mà cái nhạc lốt led bắt buộc là các bác phải tải về và chạy qua cái dữ liệu là dữ liệu của cái cổng SATA hoặc là cổng USB thì mới đọc được chứ còn cái nhạc lốt led là một cái nhạc mà cái dung lượng lớn thì chúng ta không thể nghe qua đường mạng internet được và cái nhạc lốt led thì âm thanh nó rất là hay và tiếp đến là trên hệ thống này thì nó sẽ xem được phim 3D phim 3D là những cái bác nào mà đã được đi thưởng thức những cái dạp chiếu phim 3D hoặc là những cái bác mà đang có những cái tivi mà các bác xem những cái phim 3D thì cực kỳ mãn nhãn về cái chất lượng hình ảnh của 3D là chúng ta sẽ có cái kính 3D để chúng ta xem phim 3D như kiểu chúng ta không phải là chúng ta xem cái qua cái màn hình nữa mà chúng ta đang thực tế ở cái phim trường Đấy nó có độ sâu của ảnh và độ trong suốt của ảnh thì xem nó rất là đẹp thì trên hệ thống này nó sẽ làm được việc đó. Thì là phần cứng của SmartK nó rất là mạnh và nó sẽ đáp ứng được rất rất nhiều những cái nhu cầu nghe nhìn của chúng ta các bác nhé Đấy thì uh, em giới thiệu sơ qua như vậy còn những cái video cụ thể những cái uh, hướng dẫn uh, sử dụng cụ thể thì bên em đã có rất rất nhiều video uh, demo hướng dẫn cho các bác rồi. Thì trong cái video này thì em sẽ nói sơ qua cái tính năng của sản phẩm này và bây giờ thì em sẽ bàn giao cho khách hàng cái sản phẩm này thì bác khách thì, thì bác ấy cũng đã uh, trải nghiệm ở trên cái sản phẩm này và rất là ưng ý với sản phẩm này và đã chốt cái đơn hàng này các bác nhé. nhắc lại đây là một cái hệ thống đầu liền man cảm ứng chọn bài karaoke và giải trí đa phương tiện về lĩnh vực nghe nhìn âm thanh hình ảnh và đến từ thương hiệu smartca và đây thì em sẽ bàn giao cho khách hàng. đây là kiểu dáng rất là đẹp và lắp đặt rất là đơn giản. đặc biệt là những cái bác nào mà đi làm sự kiện thì chúng ta có cái này chúng ta lôi ra lôi vào lắp đặt nó rất là tiện rất là gọn luôn các bác nhé. phòng hát thì thì chắc chắn là chúng ta phải đầu tư những cái hệ thống này thì để mà chọn bài phục vụ của khách hàng nhiều hơn. Thế thì em sẽ đo qua cái kích thước để các bác nắm được. Ở đây nó cái chiều này nó là 51 phân này. Chiều cao đỉnh ở đây nó rơi vào tầm khoảng 17 phân các bác nhé Chiều sâu này nó là rơi vào tầm khoảng 16 phân. Chiều này nó rơi vào tầm khoảng 30 phân, 31 phân đây thì em đang bàn giao cho khách hàng ở đây và cái phụ kiện mà em sẽ tặng thêm cho khách hàng là trong trường hợp mà các bác cắm với cái hệ thống này với cả tivi mà các bác cần cái dây mà HDMI thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác đây là cái dây HDMI thì tùy vào các bác sẽ xa hay gần gần mà các bác sẽ sử dụng cái dây HDMI thì các bác sẽ báo em là dây khoảng bao nhiêu mét thì em sẽ tặng kèm cho các bác và đây là cái dây cổng quang ở đây thì ví dụ như bác khách này bác cái, cái để xa thì dây HDMI là 10 mét này và dây cổng quang ở đây là dây đường tiếng, truyền tín hiệu âm thanh và ánh sáng là 5 m này Và ở đây thì có cái dâu anten Bluetooth cũng như là cái hệ thống nguồn mà dành cho thiết bị ở Thưa các bác đây là cái đây em đã liêm phong bàn giao cho khách hàng Đây là cái hình thức bao bì đóng gói của sản phẩm các bác nhé à, Smart Car à, Full HD 1080